Sự phát triển của hệ sinh thái tự nhiên cùng với sự hình thành những vùng đất trũng quanh năm ngập nước đã tạo điều kiện cho cây cỏ bàng phát triển mạnh mẽ ở làng Phò Trạch, xã Phong Bình, huyện Phong Điền. Hơn 400 năm làng hình thành cũng là chừng ấy thời gian cây cỏ bàng gắn liền với cuộc sống của người dân. Từ những vật dụng đơn giản ban đầu như đệm, chè, giò, nón, giờ đây, những sản phẩm đã từ cây cỏ bàng đa dạng hơn rất nhiều và có mặt không chỉ ở trong nước mà còn vươn lên thị trường quốc tế. Về với vùng quê Phong Bình, bên dòng ô lâu những ngày này có thể cảm nhận được sự hối hả và nét đẹp bình dị khi cỏ bàng vào mùa thu hoạch. Đầu tháng 4 là thời điểm mà cây bàng đã đủ đồ để thu hoạch. Nếu xa xưa, cây bàng thường mọc tự nhiên dọc các bờ ruộng, thì ngày nay do nhu cầu về nguồn nguyên liệu nên người dân ở làng Phò Trạch đã dành ra một khoảng đất chuyên để trồng loại cây này. Sau khi thu hoạch xong, bà con sẽ ngay lập tức làm cỏ vào gốc để chuẩn bị cho một lứa bàng mới, đảm bảo nguyên liệu luôn đủ cho công việc. Số bàng đã thu hoạch sẽ được bà con vận chuyển về nhà để phơi khô, sau đó đem giã mềm mới có thể bắt đầu vào khâu đan lát. Những người mẹ, người dì dù đã cao tuổi nhưng còn đủ sức vẫn tham gia công việc để vừa có thêm thu nhập, vừa vui với nghề truyền thống của quê hương. 90 tuổi là bắt đầu đáng rồi. Nghề của mình nữa, người lớn thì đáng mà người nhỏ bắt trước mới đáng thôi. Chứ mẹ là mấy chị nữa, mạnh mẽ thì đáng công ty đâu được. Còn mẹ yếu thì đáng thì báo mà báo 5 tấc về 4 tấc á. Mà mẹ đáng ngay được cậy hái cậy chứ rồi. Thì gọi mình cứ làm nữa mà hề là nơi mua thì quả như làm mua rồi thì làm đâu đi lại được. Làm quán năm được. Chứ có công ty thì mình làm đêm làm chè nữa. Nên là bán nó bán chớ. Chứ còn có công ty thì mình làm nón làm đêm làm mũ làm bì mà báo đồ đáng mấy thứ đó. Dự lựa cho nghề truyền thống luôn là một vấn đề rất khó khăn ở mỗi làng nghề. Bởi quan trọng hơn hết, người dân cần tìm được nguồn thu nhập ổn định từ nghề mới có thể gắn bó lâu dài. Thực tế cũng cho thấy nhiều nghề truyền thống đã dần mai một do không tìm được đầu ra cho sản phẩm. Thế nhưng với sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các doanh nghiệp, làng nghề đệm bàng tại Phong Bình vẫn giữ được nhịp phát triển. Ngày nay, sản phẩm từ cây bàng đã mở rộng ra với đa dạng chủng loại, mẫu mã đẹp mắt, thậm chí đã có mặt ở nước ngoài. Người dân đã thực sự sống được với nghề truyền thống của cha ông để lại, nhưng cảnh đồng bằng vẫn cứ thế xanh tươi. Ngoài cái duy trì làng nghề đệm bàng Phò Trạch ra, thì người dân đã sáng kiến ra các cái thủ công mỹ nghệ như nón, mũ, túi sắt, vân vân. Những cái sản phẩm này thì được bà con khắp mọi nơi, kể trong nước kể cả nước ngoài đánh giá rất là cao. Cái nguồn thu của bà con thì thu nhập là ổn định đáng kể so với trước đây. Tuy chỗ là một loài cây cỏ dài mọc ở các vùng thấp trũng, thì người dân ở xã Phong Bình, huyện Phong Điền đã biến chúng thành nguyên liệu để sản xuất ra rất nhiều cái sản phẩm dùng cho sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. Và hiện nay thì đứng trước cái cuộc chiến chống rác thải nhựa, những cái sản phẩm từ nguồn gốc thiên nhiên như thế này đang được người dân rất là ưa chuộng. Và đó cũng chính là cơ hội để cho người dân ở xã Phong Bình tiếp tục gắn bó với nghề truyền thống, để cho những cái vùng cỏ bàng này sẽ xanh mãi theo thời gian. Ai ra bằng nhịp nhàng như tiếng